Em xin chào ban giám khảo, các thầy cô giáo và các bạn học sinh thân mến. Bảo Hân rất vui khi được tham dự cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2021. Tên đầy đủ của mình là Nguyễn Ngọc Bảo Hân, học sinh lớp 3A4, trường tiểu học Đống Đa, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Thưa quý vị và các bạn, các chuyên gia giáo dục cho rằng không phải ngẫu nhiên mỗi năm học lại được kết thúc bằng một kỳ nghỉ hè. Sau một năm học vất vả, bận rộn với những kỳ thi và những bài tập của các môn học, kỳ nghỉ hè sẽ là thời gian để chúng ta thư giãn hệ thần kinh, giải tỏa những căng thẳng mệt mỏi và từ đó có sự chuẩn bị tốt nhất về tâm lý, sức khỏe trước khi bước vào một năm học mới. Các bạn thường rất háo hức cho một kỳ nghỉ hè phải không nào? Đó là những cơ hội chúng ta được ra ngoài vận động nhiều hơn, phát triển toàn diện về thể chất. Nhưng bên cạnh đó, việc giáo dục cho trẻ những kỹ năng như kỹ năng về đuối nước, kỹ năng về an toàn giao thông, an toàn điện, kỹ năng chống xâm hại tình dục, vân vân, đó là những kỹ năng chúng ta cần phải trang bị cho cuộc sống để có một kỳ nghỉ hè vui tươi, lành mạnh và tránh được những rủi ro đáng tiếc nhé. Và trong số những cuốn sách mà Bảo Hân đã từng đọc, Bảo Hân đặc biệt nhớ mãi và ấn tượng về bộ sách Thoát nạn trong gang tấc do nhà xuất bản Dân trí phát hành năm 2015. Bộ sách gồm có 6 tập, mỗi tập có 15 chương. Bộ sách là tập hợp thật đầy đủ và chi tiết những tình huống bất ngờ, nguy hiểm mà các bạn nhỏ có thể gặp trong sinh hoạt, đời sống. Đồng thời, nó cũng dạy các bạn cách xử lý thật thông minh để thoát nạn trong gang tấc và ngày càng trưởng thành hơn nhé. Và trên tay mình lúc này là cuốn sách Thoát nạn trong gang tấc tập 5 với chủ đề thiên nhiên. Cuốn sách được trang trí bìa ngoài là màu xanh lá mát dịu và dòng chữ Thoát nạn trong gang tấc thật nhiều màu sắc trông thật bắt mắt phải không các bạn? Cuốn sách cũng có 122 trang và được chia thành 15 chương như: Một mình khi gặp mưa bão, chúng mình cần phải làm như thế nào? An toàn khi tham gia bơi lội ở ao, hồ, sông, suối, đối mặt với động đất, cháy rừng, giành lấy sự sống nơi đầm lầy hay sa mạc, rồi cách nhận biết một số loài cây độc ra sao? Các bạn nhỏ thân mến, kỳ nghỉ hè là lúc gia đình, cơ quan, trường học tổ chức cho các bạn học sinh đi nghỉ mát, tắm biển. Khắp nơi, trẻ em cũng rủ nhau đi tắm mát ở ao, hồ, sông, suối nên nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước rất cao. Các bạn nhỏ đừng nghĩ mình biết bơi mà chủ quan nhé. Kể cả khi biết bơi, những tình huống như chuột rút, không có ai bên cạnh thì phải làm sao? Đó là một tình huống mà Bảo Hân rất nhớ khi đọc cuốn sách này. Bởi vì Bảo Hân đã gặp một trường hợp tương tự rồi đấy. Nhưng mình đã có cách khắc phục nó thật đơn giản nhờ cuốn sách này đấy các bạn ạ. Khi các bạn bị lạc trong rừng, làm cách nào để thoát ra được đây? Hay lạc trong chính thành phố, siêu thị, sân bay? Hay đơn giản ngoài đời sống chúng ta chỉ gặp một chú ong hung hăng, rồi nhỡ khi bị bạn ong đó đốt, làm sao để xử lý vết thương đó được? Cuốn sách sẽ dạy chúng ta xử lý những tình huống này, những kỹ năng sẽ đồng hành cùng các bạn trong đời sống hàng ngày nhé! Các bạn nhỏ yêu quý, vậy là Thoát nạn trong gang tấc là cuốn sách thật sự bổ ích, giúp chúng ta thêm nhiều kiến thức để có một mùa hè vui chơi, lành mạnh hay một mùa đông ấm áp mà chúng ta còn hiểu thêm về thế giới tự nhiên, làm quen với biết bao hiện tượng thiên nhiên kỳ thú, những cách sống sót, sinh tồn trong hoàn cảnh nguy hiểm. Sau khi đọc cuốn sách này, chúng ta sẽ nắm chắc được những cách xử lý thật thông minh, bình tĩnh khi gặp những trường hợp khó khăn không may xảy ra trong đời sống nhé. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau chia sẻ cuốn sách này tới bạn bè và người thân. Chắc chắn những bí kíp này sẽ đồng hành cùng các bạn trên mọi nẻo đường. Đọc sách chính là chiếc chìa khóa vạn năng để mở cửa lâu đài trí tuệ và tâm hồn con người.
Sách chính là người thầy thắp sáng trong ta, nguồn tri thức vô biên, dạy ta biết sống đẹp, sống có ý nghĩa trong cuộc đời. Vì vậy, nếu trở thành đại sứ văn hóa đọc, em sẽ có những suy nghĩ, hành động và việc làm để lan tỏa tình yêu đọc sách đến với mọi người. Tích cực tham gia các chương trình đọc sách báo do nhà trường tổ chức như ngày hội đọc sách, các cuộc thi kể chuyện theo sách, giới thiệu cho các bạn biết ý nghĩa của việc đọc sách. Nhờ đọc sách, chúng ta tiếp thu thêm được nhiều kiến thức ở nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống. Vận động bạn bè và người thân gom sách ủng hộ thư viện nhà trường để các bạn có nhiều cuốn sách hay đọc và trao đổi với nhau. Và mong muốn xa của em hơn nữa là có thể thành lập một câu lạc bộ yêu sách để nơi đây tập hợp những bạn trẻ có niềm đam mê với sách. Ngoài ra có thể quyên góp ủng hộ những nơi chưa đủ điều kiện mua sách như miền núi, hải đảo. Cùng nhà trường mở các cuộc thi, tìm hiểu và thuyết trình cuốn sách mang lại nguồn cảm hứng cho cuộc sống. Vận động các bạn tham gia nhiều hơn, lan tỏa niềm đam mê đọc sách trong cộng đồng. Thường xuyên chia sẻ những cuốn sách hay để các bạn cùng đọc, đặc biệt là những cuốn sách kể về những mảnh đời, số phận bất hạnh, và từ đó giúp chúng ta biết đồng cảm, biết trân trọng cuộc sống. Và hơn nữa, giúp trái tim biết rung động, bởi tình cảm xuất phát từ trái tim sẽ là nguồn động lực vượt lên tất cả. Các bạn nhỏ ơi, mỗi cuốn sách là mỗi chuyến đi. Những chuyến đi đem cho chúng ta thật nhiều kiến thức, trải nghiệm và kỷ niệm nữa. Vậy chúng ta hãy đi thật nhiều chuyến đi nhé, để biết rằng sách thật là kỳ diệu. Và Bảo Hân hy vọng các bạn hãy biết yêu sách, chăm đọc sách và phát huy những giá trị từ sách, để sách mãi là người bạn thân thiết của chúng ta nhé. Bảo Hân xin hẹn các bạn trong những cuốn sách hay lần sau.